Rồi em chào tất cả anh em ơi. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em chào anh em đến với kênh Tiệm Sắt Thắng anh em. Cái này em lên tiếp cho anh em cái con máy xăng nè. Hồi sáng giờ lên máy dầu nhiều rồi. Giờ lên con máy xăng. Máy xăng này là dân ma. Cái này là dân ma ga 160 nghìn anh em. Là nó tương đương mát của nó là 5G8. Cái này nó có đề nè. Có đề nhưng mà cục đề nó xét ngạt, em không biết còn sử dụng được hay không thì em không biết nha. Này em nhìn thấy nó xét lắm. Còn máy móc thì cái này là em bao zin, em bao zin tất tần tật cho anh em hết. Máy này mới về được với mấy cái máy dầu nữa nè. Cái dòng này là kêu bằng nồi đồng cối đá. Anh em chắc nước cũng được nè, quậy tôm càng ok. Dòng này nó mạnh lắm. Đầu nó dày dặn. Ôm cái máy nó so với cái máy Honda 5G5 mình là ôm nó cắm đầu á. Nó nặng hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó có cái điểm lai này nè. Em không biết là có lộn với mấy kia không. Cái này nữa dặn dặn lại nha con. Ốc này. Ốc này có gì. Nữa dặn lại nè, thiếu ốc. Và cái máy thì nhìn là biết 160. Máy chụp giật để 120. Chắc em nghĩ là nó lộn với cái chụp máy chụp giật trống. Thì phần đó nữa em xử lý ha. Tốc đề còn. Mà em không còn dây. Nó còn đủ ra ba cái dắt gì nè. Anh em nào muốn đề thì nữa về nghiên cứu em ha. Em nhìn thấy dây gì em gối não quá. Còn cái dàn thợ máy xăng của em ở đây nè anh em nhìn nè, nó một thợ máy xăng nè, lịch sử là từng chạy gãy cái máy ra là mày, không phải gãy gió máy. Còn này máy phát cỏ nè. Còn em này là mới vô nè, đó đó chào anh em đó. Thợ của em là đặc biệt, em ưu tiên đó là thợ trẻ anh em. Em thích mấy trẻ lớn tuổi, sợ em sợ nhiều khi cái em tính em hay khùng khùng người ta ta chửi em. Rồi nhờ con trai test hàng dùm cho bà con cô bác anh coi ơi. Ông xăng nè, ông xăng ghim luôn nè. Dư quan trọng là nãy cái khóa xăng sao con chỉ cho bà con mình luôn nhớ ơi. Cái khóa xăng là khóa xăng là để gì là nó qua xăng nè, còn gì, gì là nó khóa lại nè. Bà con nhớ lưu ý ha. Là cái khóa xăng này bẻ xéo như thế này nè, cái nút này nó lòi ra gì đó. Có con đinh dù thì 30.000 ký, còn đinh kia 26 56, đưa tiền cho chí chú đi. Cái thước 25 81, 80.000 đi. Là bà con nhớ lưu ý này nha, bẻ lên đây nhìn thấy cái cây này nó nhảy lên đây là nó khóa xăng, là giật ọc xì dầu luôn á, là không chảy nha. Nhớ là bẻ hướng này nha bà con, lưu ý nha. Cái này nè, để nằm phía quay nghe, rồi test hàng cho bà con coi. Đó. Không cần nó nghe gì hết nha bà con. Cái công tắc nằm phía nào? Công tắc nằm sau lưng. Hay da, cái này là dưa gắn công tắc nha anh em ơi. Cái này dưa gắn công tắc. Này không biết mà công tắc mà nó mát, nó đụng vô đây là giật cũng hở phổi, hở bên sườn luôn nè nha. Hở tùm lum hở luôn. Rồi con test lại cái anh. Nó lên giá nữa. Máy vậy còn cực kỳ luôn anh em. Cái này mua về anh em nào mà chạy tôm càng cũng ok. Làm cái máy đạp tôm càng á. Còn đây là kéo ném cho thuốc nè. Rồi chạy cục oxy nè. Nhiều thứ lắm. Chắc nước thì quá ok, bị dòng này nó bền hơn mấy dòng Honda Trung Quốc đó. Mà dưới em cũng báo giá luôn ha, là cái này lúc trước là máy nó rẻ luôn, này thị trường máy hết nên em giá nó có nhỉnh hơn tí nè. Rồi con tắt đi con. Cái này lúc trước thông thường là bán tại cửa hàng là cỡ khoảng 2.6 2.7 nha anh em, còn hiện tại giờ giá nó vô giờ là em bán anh em là 3.2 bao ship nha, 3.2 bao ship toàn quốc anh em. Cái này nè, cái này nó lên giá nè anh em, để giùm em ha. Mà dư giờ hàng quá nó cũng có gì chứ, con chụp giật thì để nữa em đổi lại. Rồi bye bye anh em. Bye bye mấy anh thợ mới xăng nè. Bye bye anh thợ mới xăng em nó cày. Anh ngồi hai đầu gối anh gì nữa. Bye bye ông thợ trẻ. Rồi cảm ơn bà con cô bác nhiều, bà con cô bác ơi.